phát huy nga, một ngày chư phiền não. Nam mô A Di Đà. Người về từ gió sương, chùa Hoằng Pháp thanh lương, một ngày tu niệm Phật, một ngày vãng Tây Phương. Hôm nay tu một ngày, còn vượt thoát nghiệp dày. Mở vòng tay nhân ái, kiến bạn xin từ đây. Hôm nay tu một ngày, cuộc đời bóng đôi thay. Một ngày vui biết mấy, hương lòng ngào ngạt bay. Hôm nay tu một ngày, sân Hoằng Pháp tràn đầy. Người người vui hớn hở, tiếng niệm Phật cao bay. Hôm nay tu một ngày, chùa Hoằng Pháp vang đầy. Lời nguyện cầu tha thiết, nguyện vãng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp. Đầu tiên, như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu đến chứng minh và tham dự trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 15 ngày 28 tháng 12 năm 2008 có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Trí Chơn, trụ trì chùa Khánh An. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện đông đảo của hơn 6.000 quý thiện nam tín nữ Phật tử đã về tham dự khóa tu có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư đã từ bi hứa khả nhận lời mời của ban tổ chức về đây để giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học của quý Phật tử, và cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý Phật tử đã nhiệt tình gửi câu hỏi về cho ban tổ chức. Và bây giờ là câu hỏi đầu tiên của chương trình. Kính bạch Thầy, con là một Phật tử thường theo mẹ đến chùa. Tuy nhiên con có một khúc mắc, tại sao cũng là đạo Phật mà lại có sự phân chia giáo phái khác nhau như Bắc Tông và Nam Tông? Như vậy, nguyên nhân nào dẫn đến sự phân phái này về y phục, nghi lễ và phương pháp tu tập giữa hai phái này có sự khác biệt nhau hay không? Hai danh từ Sa Môn và Tỳ Kheo có sự khác biệt nhau như thế nào? Kính mong quý Thầy giải đáp cho chúng con. Vâng, kính thưa đại chúng, sau đây mời đại chúng lắng lòng nghe phần giải đáp của Đại Đức Giảng Sư. Chúng con thành kính cung thỉnh Ngài A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng tọa trụ trì, kính thưa quý tôn đức trong ban tổ chức, thưa quý Phật tử, câu hỏi mà quý vị đặt ra nó có mấy vấn đề. Thứ nhất là sự khác biệt giữa Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. Thứ hai là y phục. Thứ ba là nghi lễ. Thứ tư là phương pháp hành trì tu tập của mỗi tông phái. Và thứ năm là sự khác nhau giữa Sa Môn với Tỳ Kheo. Chúng ta biết rằng 3 tháng
sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Tôn giả Ca Diếp đã triệu tập một cái đại hội để kết tập kinh điển. Đây là kỳ kết tập kinh điển đầu tiên. Lúc bây giờ không có kinh sách, không có ghi chép. Mỗi ngày Đức Phật và các thánh đệ tử đi khất thực, rồi về tinh xá thọ thực, xong rồi Đức Phật thuyết pháp, các đệ tử lắng nghe. Cứ như vậy mà hành trì, cứ như vậy mà tu tập, chứ không có văn bản như ngày hôm nay. Cho nên khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì Tôn giả Xá Lợi Phất triệu tập một cái đại hội để kết tập kinh điển. Tôn giả A Nan là người hầu cận của Đức Phật, và Ngài có một cái bộ nhớ siêu phàm, nhớ những lời dạy của Đức Phật. Đức Phật ca ngợi cái bộ nhớ của Tôn giả A Nan cũng giống như nước chế vô trong bình, rồi bình chế ra ly, không có mất một giọt nào. Thì những lời Đức Phật nói mà A Nan nghe được thì A Nan tường thuật lại y như vậy, không thiếu một từ, không dư một chữ. Cho nên trong cái đại hội kiết tập kinh điển lần thứ nhất thì Tôn giả A Nan thuật lại những cái lời dạy mà sau này ghi lại gọi là kinh điển. Trong khi đó Tôn giả Ubali là người trì luật số 1, cũng có bộ nhớ siêu phàm về những cái điều khoản mà Đức Phật dạy. Cho nên Tôn giả Ubali là được đọc lại giới luật. Suốt thời gian 7 tháng kiết tập thì tất cả 500 thánh đệ tử công nhận những lời của Tôn giả A Nan và Tôn giả Ubali thuộc lại là đúng y như lời Phật dạy. Và tất cả đại chúng cùng theo đó mà tu tập, cùng theo đó mà hành trì. Cho đến 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, một đại hội kiết tập kinh điển lần thứ hai được trọng thể diễn ra do trưởng lão Gia Xá triệu tập. Trưởng lão Gia Xá lúc bây giờ là 165 tuổi, một bậc thượng thủ của tăng đoàn lúc bây giờ. Nhưng trong cái đợt kiết tập kinh điển lần thứ hai bắt đầu phát sinh vấn đề. Nó có hai trường phái khác nhau. Một trường phái thứ nhất là của các bậc thượng tọa lớn tuổi, những vị cao niên, mà đại biểu là trưởng lão Revala. Cái trường phái của trưởng lão Revala thì cho rằng ngày xưa Đức Phật dạy như thế nào thì ngày hôm nay đệ tử cứ y như thế mà hành trì, đặc biệt là giới luật, không thay đổi bất cứ một điều khoản nào hết. Trong khi đó, một trường phái thứ hai, mà cái trường phái này là chiếm đa số những vị đại đức nhỏ tuổi hơn, mà đại biểu là đại đức Vajibhuta.